Hello mọi người, thì hôm nay là Hối đang khá là rảnh nên là Hối sẽ chia sẻ với mọi người một chút về cái cách mà mọi người make up, mà nói chung là dành cho những bạn nào mà đi làm này, đi học này, công sở, mà nói chung là những bạn nào mà cần make up trang điểm một cái lớp nền thật là nhanh thì mọi người nên coi clip này. Hiện tại trên khuôn mặt của Hối là có đánh mắt rồi, có đánh lông mày rồi, nhưng mà hiện tại là nền thì chưa đánh, bởi vì là mọi người nhìn kỹ này, ở đây là vẫn đang lộ một số cái con mụn bé bé li ti ở đây với cả mũi nữa. Nên là mọi người có thể theo dõi cái bước cách đánh nền của Hối một cách gọi là nhanh gọn lẹ nhất. Thì hôm nay là Hối sẽ đánh nền, đánh cả khuôn mặt với cái nền. Đánh nền là tất cả đều là chọn bộ của Skinna Z hết. Mọi người nhìn kỹ nhá. Đầu tiên là chúng ta sẽ dùng cái tinh chất quả bơ này. Đây là tinh chất quả bơ. Cái tinh chất này nó là dạng serum. Mọi người sẽ dùng nó là ở cái lớp đầu tiên. Lớp đầu tiên trên khuôn mặt, mọi người nhớ kỹ nhá. Lớp đầu tiên trên khuôn mặt mình sẽ lấy ra tay khoảng từ 2 đến 3 giọt tùy cái độ bề rộng của khuôn mặt. Hối sẽ lấy 2 giọt thôi bởi vì là khuôn mặt của Hối cũng nhỏ. Cái tinh chất quả bơ này dùng rất là thích, mọi người có thể dùng để làm gì? Một là để se khít lỗ chân lông. Hai là mọi người dùng để làm gì? Để dùng trước khi đi ngủ. Trước khi đi ngủ se khít lỗ chân lông và để làm gì? Để kháng khuẩn, kháng viêm. Khi mà mọi người có thể là bị làm sâu mụn này, hoặc là đang tình trạng bị mụn, mọi người có thể dùng. Rất là an toàn cho da, và nói chung là cái Skinna Z này là của Hàn Quốc nên là về độ an toàn thì chắc là ai cũng biết rồi, Hối không cần phải nói nhiều đúng không? Không biết là mọi người có cái cách dặm cái kiểu như làm, mọi người có cái cách để sử dụng cái serum thế nào, còn Hối hay dùng ra tay rồi xoa xoa rồi gội bôi mặt chứ không dùng trực tiếp kiểu kia. Bước thứ hai là mình sẽ dùng sang cái này, à không, cái này là cái thứ ba, mình quên mất. Mình sẽ dùng sang cái này nó là cái mà dùng là lớp thứ hai. Mình sẽ dùng cái này là làm lớp thứ hai. Cái này nó dạng như là một lớp kem lót, nó dạng như một lớp kem lót. Mọi người có thể dùng cái này để làm gì? Một là dùng để lót trước khi trang điểm, thứ hai là mọi người có thể dùng trước khi đi ngủ để làm gì? Để dưỡng trắng da. Đây, dưỡng trắng da rất tốt. Mình sẽ lấy ra tay một ít thế này thôi nha. Mình sẽ tán đều với khuôn mặt. Đều nó ra mọi người nhá. Nói chung là cái này dùng rất là tốt. Mọi nếu như mà ai mà make up đơn giản nhẹ nhàng ấy thì mọi người sẽ chỉ cần dùng một cái lớp này thôi và không cần dùng đến lớp 3 nữa. Nhưng mà nếu như mà Hối là cái gu người make up khá là đậm, thích cái gu make up đậm, nên là Hối sẽ dùng toàn bộ cái bước của Skinna Z này luôn. Còn nếu như mà ai mà buổi sáng đi làm hoặc là công sở hoặc là thích nhẹ nhàng ấy mà da của mọi người khá là đẹp rồi, mọi người sẽ không cần phải để cái bước thứ ba đâu. Dừng lại bước thứ hai này là ok. Ok. Ta, mọi người thấy không? Có một cái bước thứ hai và gọi là một cái bước kem lót đó vào thôi mà nhìn khuôn mặt mình nó đã sáng bừng hẳn lên rồi ấy. Bước thứ ba là mình sẽ sử dụng cái này. Cái này là cái Hối yêu thích nhất của cái Skinna Z này, là cái Hối yêu thích nhất. Cái này nó là cái thỏi kem nền. Thỏi kem nền có hai đầu, có thể gọi là thỏi nền ấy. Đó, nó là cái thỏi nền. Thỏi này có hai đầu, một đầu là đầu kem nền, mọi người nhìn kỹ này, một đầu là đầu kem nền, đầu thứ hai là cái đầu cọ. Mọi người sẽ sử dụng rất là đơn giản, mọi người sẽ dùng cái này là để làm gì? Thay kem nền, thay kem phủ, mọi người không cần phủ nữa, bởi vì sao? Nó đã có đủ tất cả mấy cái bước qua cơ bản ở trong một cái cây kem nền này rồi, nên mình sẽ không cần phủ nữa, mình sẽ dùng cái này thẳng lên khuôn mặt luôn. Mọi người sẽ tán đều lên khuôn mặt của mọi người nhé. Như thế này, và sau đó mọi người sẽ sử dụng cái đầu cọ dưới này. Cái đầu cọ dưới này để mọi người tán đều ra khuôn mặt của mọi người nhá. Mọi người sẽ tán đều nó ra. Không phải tránh cái vùng mắt ta, bởi vì là vùng mắt của Hối đã làm nền rồi, đã quên mắt, phải là đúng hơn là Hối đã đánh mắt rồi, nên là không phải tránh nó ra. Tán rất đều như mọi người nhé. Mọi người có thể dùng, nói chung là dùng mỏng, đánh mỏng hay dày là nó tùy vào là cái độ make up của mọi người, nó tùy thôi, tùy mỗi người. Hối là cái gu make up nó hơi đậm một xíu, nên là Hối không thích make up nhẹ nhàng cho lắm, chung là nó tùy gu của mọi người thôi. Còn Hối là một cái gu mà nói chung là make up đậm,
thích đậm, thích rõ nét, thích sắc sảo, nên đâm ra là mình làm cái gì cũng đậm, mắt cũng đậm mà lông mày cũng đậm. Đó, một cái tán đều nó ra, mà có thể thấy cái sự thay đổi khác biệt. Mà cái này nó có một cái độ gọi là, mình có biết không, độ che phủ rất là tốt. Mà gần như là bạn nào mà có mụn này, mụn mụn đỏ, mụn kiểu như là mụn sưng tấy, đánh một lớp này lên thôi là mọi người sẽ không thấy một cái gọi là một cái con mụn nào nữa ấy, gần như là không cần phải dùng che khuyết điểm. Lông mày này là sáng nay đi make up, chị make up chị đánh cho lông mày cho đấy. Và đến chiều về mình tẩy hết lớp nền đây để mình làm lại một lớp nền mới. Bởi vì từ sáng đến chiều mình cũng mới hết rồi. Thì tẩy hết cả khuôn mặt đi, mình làm lại một lớp nền mới đây. Hồ rất là thích cái bộ sản phẩm của Skin AZ, bởi vì làm sao nó khá là tiện dụng. Mà nói chung là mình, mọi người thấy không, làm lớp nền này chỉ cần trong khoảng 5 đến 7 phút. Đúng 5 đến 7 phút không hơn. 5 đến 7 phút không hơn. Nó rất là nhanh, rất là tiện. Mà cái nền của nó khá là, nói chung là nhìn tự nhiên mà nó không kiểu nó bị trắng bệch hay lổ ra đâu, không có. Lát nữa sẽ đánh cả cổ nữa, bởi vì là cái phần cổ khá là quan trọng. Mọi người đừng tưởng là mọi người make up phần cổ nó không quan trọng nhá. Phần cổ nó phải đồng màu với cả cái khuôn mặt của mình thì ok. Mình sẽ tán đều nó ra. Nữa. Ok. Tán đều một chút vào phần cổ. Ok. Và sau đó thì mọi người sẽ đến bước tiếp theo là cái bước má hồng cũng của Skin AZ luôn. Hồi hôm nay Hồ chọn cái tông má hồng nó hơi ánh, nói chung là kiểu hồng baby một xíu. Hồ chọn cái tông hồng baby một xíu, mọi người nhìn kỹ nhá. Đây. Má hồng này là má hồng dạng thỏi. Nó là má hồng dạng thỏi. Không, mình rất là tiện, nói chung là đỡ mất công quẹt. Nhìn thấy không? Đó, nhìn rất là tự nhiên. Rất là tự nhiên, là cái má hồng dạng thỏi đây. Nó khá là tự nhiên, mà nói chung là nó dùng nhanh gọn lẹ mà nó không bị lằng nhằng. Mà cái này nó nhỏ, mang đi đâu cũng để tiện nữa. Đó. Có cái má hồng một cái nhìn mặt mình đã ửng hồng, nhìn nó giống có sức sống hơn hẳn. Đây là cái má hồng dạng thỏi. Và đến bước cuối cùng thì mọi người cũng biết đó là gì, đó là đánh son. Chúng ta sẽ đánh son, và hôm nay Hồ chọn một cái sỏi son mới tinh của Skin AZ luôn. Đây là cái màu Hồ mới mua mới nhất, là cái màu này. Mấy cái màu khác Hồ có đủ bộ rồi, nhưng bộ cái thỏi màu này là màu mới nhất. Bởi vì là bình thường Hồ không đánh cái gu màu son đỏ, đỏ cam, nó không bao giờ đánh, bởi vì là Hồ không thích màu đó. Nhưng mà hôm nay Hồ sẽ chọn một cái tông màu nó phá cách ra một xíu, nó không giống cái gu của Hồ cho lắm, nhưng mà lâu lâu chúng ta phải thay đổi cách đó. Đây là thỏi son của Skin AZ, mọi người kỹ nhá. Đó, và Hồ sẽ lựa chọn cái thỏi son này để Hồ đánh. Đây, thỏi son này nó như kiểu là dạng bút, nó là son dạng bút, mọi người nhìn kỹ này. Đó, mình sẽ đánh cái thỏi son này. Ok. Ok, ngồi đánh nó không đậm lắm nhưng mà nó cũng vừa phải thôi. Ok, thì
Thế là Hối đã hoàn thành xong các cái bước cơ bản của cái bộ sản phẩm Skin Na Z này rồi. Đầu tiên là mọi người sẽ dùng đánh theo y thứ tự của Hối luôn. Đầu tiên là mình sẽ sử dụng là cái tinh chất quả bơ này. Tinh chất quả bơ này mọi người sử dụng rất là tốt cho da. Đầu tiên là nó sẽ khiến da mọi người sẽ khít lỗ chân lông. Nó sẽ khiến nó da của mọi người kháng viêm kháng khuẩn cho tất cả các loại mụn. Dùng rất là tốt cho da, mọi người có thể tìm hiểu thì hiểu thêm về cái loại tinh chất quả bơ này vì làm sao nó rất là tốt. Thứ hai là mọi người sẽ dùng sang là cái thỏi, là cái này. Nó là kem lót, là bước thứ hai. Bước thứ hai kem lót này mọi người nên dùng thêm cả một đêm nữa, bởi vì làm sao nó sẽ khiến cho da của mọi người trắng hồng sau một vài ngày sử dụng thôi. Đó là cái này. Bước thứ ba là mình sẽ sử dụng nền thỏi. Nền thỏi những bước của Hối đây, nó là nền thỏi mọi người nha, nó là nền thỏi rất là tiện, không cần dùng thêm phấn phủ nữa. Bước thứ tư là chính là bước này, đây là gọi là má hồng dạng thỏi. Mình dùng để mình làm gì? Mình đánh má hồng như Hối vừa đánh đó. Đó là má hồng dạng thỏi. Bước thứ năm cũng là bước cuối cùng luôn, là mình đánh son. Thì mọi người có thể chọn rất là nhiều cái tông màu son của bên Skin Na Z này, rất là nhiều tông. Thì Hối chọn hôm nay Hối chọn cái tông này, nó khá là hợp với cái bờm của Hối nữa, và nói chung là nó hợp với cái gu hôm nay nữa. Nó kêu là hơi em beo một xíu đó. Hôm nay Hối đã make up xong một cái bước đơn giản make up của bên Skin Na Z rồi, mọi người có thể nhìn kỹ đây. Đó, đây là mọi người có thể đặt mua hoặc là mọi người có thể tham khảo thêm ở cái link fanpage mà Hối có đăng ở trên trên cái clip này luôn, mọi người có thể theo dõi nha để tham khảo. Và đây là hôm nay Hối đã đánh hoàn thiện bộ make up của Skin Na Z, mọi người thấy không? Đó, chúc mọi người sẽ hướng dẫn sau cái clip của Hối, mọi người sẽ biết cách để làm thế nào mà make up nhanh gọn lẹ nhất với cái bộ sản phẩm của Skin Na Z nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, bye bye.